bắt đầu cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10. Ngày 29 tháng 5, 1.083 thí sinh tham gia 4 bài thi viết của trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn để giành 180 suất vào các lớp chuyên và lớp chất lượng cao. Đây là trường chuyên đầu tiên ở Hà Nội tổ chức thi tuyển trong năm nay. Năm ngoái, tỷ lệ chọi vào lớp chuyên tiếng Anh của trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội lên tới 1:30. Năm nay, tổng chỉ tiêu vào 4 trường Trung học Phổ thông chuyên trực thuộc đại học là hơn 1.500, tính cả chỉ tiêu hệ chất lượng cao ở một số trường. Với hệ chuyên ở các trường thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, tổng chỉ tiêu là 1.750. Năm nay, tỷ lệ chọi vào lớp 10 của trường Trung học Phổ thông chuyên ngoại ngữ dao động từ 1/7,8 đến 1/15,2, trong đó lớp chuyên tiếng Pháp cao nhất. Mùa tuyển sinh năm học 2022-2023 sẽ có khoảng gần 40% học sinh Hà Nội không có cơ hội vào học lớp 10 trung học phổ thông công lập. Đây là áp lực rất lớn đối với phụ huynh, học sinh khi chỉ còn một thời gian ngắn sẽ diễn ra kỳ thi quan trọng này. Dự kiến, các trường trung học phổ thông tuyển vào lớp 10 khoảng 104.000 học sinh. Tuy nhiên, chỉ tiêu vào trường công lập chỉ có khoảng 77.000 học sinh, số còn lại vào trường tư thục. So với năm 2020-2021, chỉ tiêu vào lớp 10 trường công lập năm 2022-2023 đã tăng thêm 10.000 học sinh. Dù vậy, sẽ vẫn có khoảng 27.000 học sinh trượt trường công lập. Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!